Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Doãn Thiên Chiếu. Diễn viên Doãn Thiên Chiếu sinh vào ngày 28 tháng 10 năm 1964 tại Hồng Kông, là một diễn viên Hồng Kông. Năm 1984 thì anh đã tốt nghiệp kỳ thứ 2 lớp huấn luyện diễn viên tại Á Châu. Một số bộ phim mà Doãn Thiên Chiếu đã tham gia: Tình Võ Môn vào năm 1995, Thiên Tầm Kỳ Biến, Khư Ta Diệt Ma, Bách Biến Hồ Ly, Rồng Đội Màu, Kiếm Thần, Hình Cảnh Bão Táp, Ma Đạo Tranh Bá phần 2, Ma Đạo Tranh Bá phần 3. Sự nghiệp diễn xuất của Doãn Thiên Chiếu đã từng rơi vào khủng hoảng khi anh đã bị một diễn viên nữ trong đoàn cáo buộc sàm sỡ. Vụ việc đã từng gây ầm ĩ báo chí một thời. Tuy rằng Doãn Thiên Chiếu sau đó đã được minh oan, nhưng hình ảnh lãng tử đẹp đẽ của anh cũng đã bị ảnh hưởng xấu phần nào. Từ năm 2004, Doãn Thiên Chiếu đã đột nhiên mất tích và không còn xuất hiện trong làng giải trí. Phóng viên tìm hiểu thì mới biết, hóa ra vợ của anh, Tessa, đã mắc phải căn bệnh ung thư máu, còn bản thân anh cũng mắc phải chứng thấp khớp nặng. Kinh tế suy sụp, gia đình gặp nhiều vấn đề không may mắn, Doãn Thiên Chiếu chỉ biết tìm lại niềm tin từ tôn giáo. Những năm sau này thì Doãn Thiên Chiếu đã sang Trung Quốc đóng phim, nhưng anh không thể tìm lại được ánh hào quang năm xưa. Hầu hết vai diễn của anh đảm nhiệm đều là vai phụ và không hề nổi bật. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.